ta sẽ tìm kỹ, hiểu kỹ hơn những cái tác nhân virus này. Thì nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, thứ nhất đó là virus adeno, thứ hai là nhóm virus herpes, thứ ba là nhóm virus aphone, cuối cùng là nhóm virus HIV. Ngoài ra thì chúng ta còn có một phần nữa, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu những cái virus có khả năng gọi là sinh u. Và với cái bài mà những virus có khả năng sinh u thì nó chỉ là những cái virus nó có đặc tính về khả năng sinh u, có nghĩa là mình sẽ tổng hợp lại những cái con virus mà mình đã từng học hoặc là những cái virus mới mà nó có khả năng sinh sinh u. Thì cái phần đó thì mình sẽ để ở cái cuối buổi của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu bốn cái nhóm vi khuẩn này. Và như vậy các bạn sẽ thấy rằng cái bài ngày hôm nay thì nó sẽ rất là nặng ha. Nó như rất là nhiều, khá là nhiều cái kiến thức, bởi vì cái thời lượng có 2 tiết thôi mà chúng ta phải tìm hiểu rất là nhiều con virus. Do đó thì tôi sẽ tóm tắt lại cái bài này với những cái nội dung chính, ý chính. Còn những phần mà các bạn có thể tham khảo được, chẳng hạn như là sức đề kháng của vi khuẩn nè, cái cấu trúc kháng nguyên, xin lỗi, sức đề kháng của virus, cấu trúc kháng nguyên của virus, thì mình có thể tham khảo được thêm trong sách, tại vì cái phần đó nó cũng rất là dễ hiểu. Về mục tiêu của cái bài ngày này ha, thì cứ đối với mỗi loại virus thì chúng ta có cấu trúc cơ bản, đó là trước mắt là để hiểu rõ được cái virus thì mình phải trình bày được các đặc điểm sinh học của virus. Thứ nhất là về cấu trúc, thứ hai về kháng nguyên, thứ ba khả năng đề kháng, và cuối cùng mới là cái chu trình nhân lên của cái virus đó trong cái tế bào ký chủ nó sẽ như thế nào. Trên cái cơ sở mà hiểu biết những cái đặc điểm sinh học của virus thì mình sẽ giải thích được cái cơ chế gây bệnh của virus. Và mục tiêu thứ ba là mình là bác sĩ, cho đó là mình sẽ nên biết được những cái xét nghiệm vi sinh nào dùng để chẩn đoán virus, và mình sẽ áp dụng như thế nào trên thực tế khi mà chúng ta sau này chúng ta đi thực hành. Và cuối cùng đó là mình ứng dụng được những cái biện pháp về nguyên tắc phòng bệnh đối với những cái virus này. Thì như hồi nãy đã nói là cái bài này là tôi sẽ cái cấu trúc nó sẽ hơi khác, có nghĩa là tôi sẽ tổng hợp lại bốn nhóm virus này, và sau đó thì mình sẽ nhấn mạnh đối với những cái đặc điểm nổi bật của từng con virus. Thì đầu tiên đó là về hình thể của virus. Ở đây chúng ta đã đang tìm hiểu bốn nhóm. Thứ nhất đó là nhóm adenovirus, thứ hai là nhóm herpes virus. Thì cái herpes virus này nó thuộc một cái họ, đó là họ herpes viridans. Trong cái họ herpes viridans này nó gồm có rất là nhiều virus thuộc cái họ đó. Trong chương trình thì các em chỉ tìm hiểu hai cái nhóm virus mà gây bệnh mà chúng ta hay thường gặp, đó là nhóm virus herpes gây bệnh ở người, hay còn có tên khoa học đó là herpes simplex virus, viết tắt là HSV, và con virus thứ hai đó là con virus varicella zoster virus, nó gây ra bệnh thủy đậu. Thì cái bệnh thủy đậu chắc chắn là các em đã từng nghe nói đến ha. Nên hôm nay mình sẽ tìm hiểu cái con virus này. Rồi đối với nhóm adenovirus thì đặc điểm của nhóm adenovirus này là nó sẽ bao gồm rất là nhiều họ virus, nhưng nó có chung một đặc điểm là nếu nó muốn lây truyền từ người sang người hoặc là từ ký chủ này sang ký chủ khác thì nó phải qua một cái động vật trung gian, đó là những cái côn trùng chân khớp, chẳng hạn như là cái những loài muỗi. Muỗi thì được xếp vào cái nhóm côn trùng chân khớp ha. Trong cái virus Aspo á, thì nó có rất là nhiều virus, chẳng hạn như là virus Zika nè, virus Ebola vân vân, nhưng trong chương trình thì các bạn chỉ tìm hiểu hai virus thôi, đó là virus Dengue gây ra bệnh sốt xuất huyết và virus viêm não Nhật Bản. Tại sao chúng ta lại tập trung tìm hiểu hai cái tác nhân này là bởi vì Việt Nam chúng ta là gọi là cái vùng mà lưu hành, cái tỷ lệ lưu hành cao của hai cái con virus này, do đó mà chúng ta sẽ tìm hiểu hai con virus này. Và phần cuối cùng, virus HIV luôn là vấn đề thời sự ha, và chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại cái về cái cấu trúc của cái mỗi loại virus này nó sẽ như thế nào. Thì như như các bạn đã biết thì khi mô tả virus á, thì lúc nào chúng ta cũng phải lưu ý mô tả hai cái thành phần cơ bản của virus. Thứ nhất đó là bộ lõi di truyền của nó đặc tính là cái gì, và thứ hai đó là cái khối capsid bao bên ngoài cái bộ lõi của nó như thế nào. Thì đó là hai cái cấu trúc cơ bản của virus.
Rồi, ngoài hai cái cấu trúc cơ bản này, tức là con virus này nó cũng phải có hai cái cấu trúc cơ bản đó, thì một số virus nó sẽ có lớp vỏ bọc ở bên ngoài hay là một số sách tài liệu ghi là cái màng bọc. Như vậy thì bây giờ đối với virus adeno, đây là hình ảnh của virus adeno, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái lõi của virus adeno đó chính là cái bản chất của nó là sợi ADN sợi đôi, chuỗi DNA sợi đôi ha, tức là gồm có hai sợi bản chất là DNA. Và cái khối capsid của nó bao xung quanh cái lõi là một khối capsid tạo thành rất nhiều đơn vị capsomer, và với sự sắp xếp của các đơn vị capsomer thì khối capsid này nó có dạng hình khối, trên khối capsid này nó sẽ có những cái gai nhún ra ở trên khối capsid, là đây là những cái nơi mà giúp cho vi khuẩn bám vào trong cái thụ thể của tế bào đích của ký chủ. Và con virus này nó chỉ có gồm có cái lõi DNA và cái khối capsid bao bên ngoài thôi, nó không có lớp màng bọc nha, nên nó được xếp vào nhóm virus không có vỏ bọc. Trong khi đó virus herpes đại với đại diện là HSV và varicella zoster, thì cái bộ gen của nó cũng là DNA sợi đơn, xin lỗi sợi đôi, cũng là chuỗi DNA sợi đôi. Và cái khối capsid bao xung quanh cái chuỗi này nó cũng có dạng là hình khối. Tuy nhiên, nếu như DNA adenovirus thì nó không có cái vỏ bọc, thì con virus herpes simplex này nó có vỏ bọc ở bao bên ngoài. Và trên vỏ bọc nó cũng có những cái gai nhú ra, đây là nơi để cho nó bám vào thụ thể của tế bào đích. Đối với nhóm arbovirus thì cái bộ lõi của nó lại không phải là cái lõi DNA, mà bản chất cái sợi nucleotide của cái nhóm virus arbovirus đó chính là RNA, và chỉ có một sợi RNA thôi, và sợi đó có mang mình gọi là mang cực tính dương, có nghĩa là sợi RNA mà chiều dương, tức là chiều mà nó chạy theo cái hướng là 5,3 phẩy, cái nucleotide á nó gắn kết với nhau theo hướng 5,3 phẩy. Ha, do đó người ta gọi là RNA đơn sợi dương. Và bao quanh cái khối cái lõi bộ gen di truyền này cũng chính là cái khối capsid có dạng hình khối, và đây là cũng là virus nó có vỏ bọc ở bên ngoài. Virus HIV, lõi di truyền của nó cũng bản chất là RNA, nhưng nó là gồm có hai sợi RNA, và nó khác hẳn so với lại những cái nhóm virus khác, là nó trên cái sợi RNA đó nó có gắn thêm cái men gọi là men reverse transcriptase. Men này là có khả năng sao chép ngược, nghĩa là nó có thể chuyển cái sợi RNA của virus để tạo thành DNA, nên là sao chép ngược lại để thành DNA. Thì như hồi phổ thông chúng ta cũng đã học, hoặc là chúng ta học cái về di truyền đó, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là bình thường đúng cái chiều mà sao chép cái bộ gen á, thì lúc nào rồi cũng từ DNA nó sẽ tổng hợp ra mRNA thông tin, tức là mRNA. Sau đó từ cái RNA đó thì nó mới tổng hợp ra protein, chứ thường nó không sẽ không đi theo chiều ngược lại. Tuy nhiên cái con virus này thì nó lại có men reverse transcriptase, nó giúp chuyển cái RNA của virus tạo thành DNA, có nghĩa là nó sao chép ngược lại. Và cái khối capsid của virus ha, đây là cái khối capsid của virus, nó cũng có dạng hình khối. Bao bên ngoài cái khối capsid này nó cũng có một cái vỏ bọc có những cái gai nhú ra để làm cái nơi để mà cho virus nó bám vào cái thụ thể của tế bào đích. Thì đó là về cái cấu trúc chung của bốn nhóm virus này. Rồi về cái khả năng gây bệnh thì virus adenovirus đó thì nó cái đường lây truyền của nó sẽ là qua đường hô hấp và tiếp xúc. Hô hấp và tiếp xúc thì nó là như thế nào? Nó tương tự như với con đường lây truyền của virus SARS-CoV-2 mà bữa giờ mà chúng ta hay nghe nói đến. Có nghĩa là nó thông qua những giọt chất tiết từ đường hô hấp và khí dung, giọt bắn của cái bệnh nhân có bị nhiễm virus, nó bắn ra ngoài môi trường, người khác tiếp xúc gần có thể hít phải những cái giọt bắn đó thì họ sẽ bị virus nó xâm nhập vào đường hô hấp, từ đó nó tấn xâm nhập vào các cơ quan ở đường hô hấp cũng như là các cơ quan khác. Hoặc đó là bây giờ không có cần là tiếp xúc hít phải những chất tiết của đường hô hấp, nhưng nếu như những giọt bắn ở đường hô hấp của một người nó bắn ra ngoài môi trường và nó rơi phải trên những cái bề mặt hoặc những cái vật dụng, một người khác tay tiếp xúc với lại cái bề mặt hoặc vật dụng có cái chất tiết của những người bị nhiễm, thì trên tay của họ sẽ nhiễm phải dơ. Và nếu như cái tay đó họ dụi vào trên những cái vùng ở vùng niêm mạc, hoặc là bỏ tay vào trong cái đường gọi là tiếp xúc với lại niêm mạc hầu họng miệng cũng như là trên vùng mắt đó, thì là virus nó sẽ sao có điều kiện nó tấn công vào. Thì đó đó chính là những cái con đường lây truyền của adenovirus, nó tương tự như về virus SARS-CoV-2. Và cái cơ quan ái tính của virus adenovirus đó chính là những cơ quan mà cái tế bào của nó có nguồn gốc từ biểu mô.
Mà như chúng ta đã biết rồi, trong cơ thể của chúng ta thì có rất là nhiều cái cơ quan được có cấu tạo từ biểu mô, chẳng hạn như là biểu mô hô hấp này nó cũng cấu tạo từ biểu mô, đường tiêu hóa mình cũng cấu tạo biểu mô, bàng quang vân vân nó cũng cấu tạo từ biểu mô. Như vậy là con virus này nó tấn công rất là nhiều ở trên cái cơ quan của cơ thể mình. Nhóm virus thứ hai là virus herpes simplex. Thì đối với virus HSV, tức là human herpes simplex ở người, thì cái khả năng gây bệnh của nó là nó sẽ lây truyền qua tiếp xúc da và niêm mạc mà có cái người đó nó có sang thương bị nhiễm herpes mà người khác tiếp xúc phải cái sang thương đó qua đường da và niêm mạc thì họ sẽ bị nhiễm. Và cái biểu hiện bệnh đó là họ sẽ bị xuất hiện những mụn nước ở da và niêm mạc ngay cái tại vị trí mà virus nó tấn công vào. Còn virus thủy đậu và zona thì đường lây truyền của nó lại không phải là qua tiếp xúc da và niêm mạc mà thường chủ yếu là qua đường hô hấp, nên là tiếp xúc phải trực tiếp của những người bị nhiễm bệnh thủy đậu á. Mình hít phải thì mình sẽ bị nhiễm đường nhiễm. Và cái bệnh của varicella zoster thì nó có hai thể bệnh. Thứ nhất là thể bệnh thủy đậu và thể hai là thể bệnh zona, thì một lát chúng ta sẽ phân tích hai cái thể bệnh này. Còn nhóm apovirus như là đã nói với các em, đó là cái đường truyền bệnh của những cái con virus này nó phải qua trung gian một cái loài chân khớp. Thì đối với virus sốt xuất huyết thì đó là loại muỗi Aedes aegypti, còn đối với virus viêm não Nhật Bản thì đó chính là muỗi Cules. Và hai cái bệnh này đó là nó gây ra bệnh sốt xuất huyết và bệnh viêm não Nhật Bản. HIV thì cái đường lây truyền thì chắc chắn là các em đã từng nghe nói đến rồi, bởi vì cái vấn đề mà tuyên truyền về virus HIV đã diễn ra rất là thường xuyên. Nó có ba con đường dẫn đến lây truyền HIV, đó là đường máu, đường quan hệ tình dục và đường mẹ truyền sang con. Và cái biểu hiện bệnh của HIV đó là nó sẽ tấn công vào cái tế bào miễn dịch của người, dẫn đến là người bệnh nó sẽ bị mắc những cái bệnh và suy giảm miễn dịch, do đó người ta còn gọi đó là suy giảm miễn dịch mắc phải. Thì đây là cái bản tóm tắt của bốn nhóm virus này. Bây giờ mình sẽ đi nhấn mạnh những cái điểm chính đối với từng con virus, đặc biệt đó là về cái khả năng gây bệnh và cơ chế gây bệnh. Còn những cái vấn đề khác thì các bạn có thể tham khảo ở trên tài liệu, cũng như tôi sẽ gửi cho các bạn cái bài giảng full của tôi từng con virus để mà các bạn đọc tham khảo thêm. Bây giờ mình sẽ qua cái virus adeno. Về chu kỳ tăng trưởng của virus adeno thì mình đã học ở đại cương thì mình đã biết rằng virus nó không có giống như vi khuẩn, nó không phải có cấu trúc tế bào hoàn chỉnh. Rõ ràng nãy giờ chúng ta mô tả, chúng ta cũng chẳng nói là nó có màng tế bào hay nó có nhân hay nó có vách gì hết, mà chúng ta chỉ mô tả nó có lõi di truyền và khối capsid bao quanh lõi thôi. Và chính vì việc không có cái cấu trúc tế bào hoàn chỉnh và nó cũng sẽ không có những cái hệ thống men hoàn chỉnh cho nó, để nó từ một cái con virus nó tự tổng hợp ra thành nhiều con virus nhân lên, nó không tự được. Do đó virus bắt buộc nó phải bám vào trong tế bào ký chủ để mà nó sinh sôi và nó phát triển. Thì đối với virus adeno, nó sẽ cái thụ thể gắn vào của virus adeno trên cái tế bào ký chủ đó chính là cái thụ thể CD46 hoặc là CAR. Thì cái hai cái thụ thể này nó thường có nhiều trên cái tế bào của biểu mô, do đó mà virus này nó lại chủ yếu tấn công vào trên những cái tế bào biểu mô. Thì hai cái thụ thể này là thường là cái thụ thể ái tính của đối với virus adenovirus. Đầu tiên nó sẽ bám dính vào tế bào thông qua liên kết những cái gai nhú ở trên cái khối capsid của cái virus. Sau khi gắn vào xong, nó sẽ dẫn đến quá trình là hòa màng. Nó sẽ hòa màng để làm gì? Nó đưa cái virus nó vào trong bên trong của tế bào ký chủ. Sau khi hòa màng xong, nó sẽ ly giải các thành phần của nó sẽ tháo rời các thành phần của nó ra để nó làm gì? Để nó giải phóng bộ gen của nó giải phóng bộ gen. Và bộ gen của virus là bộ gen DNA, như hồi nãy mình đã nói, bộ gen DNA. Do đó, để mà nó có thể tổng hợp được nhiều bộ gen DNA để làm cái lõi cho những cái con virus con của nó, thì nó sẽ di chuyển cái bộ gen DNA của nó, đây, cái sợi DNA của nó, vào bên trong nhân của tế bào ký chủ. Đây là nhân của tế bào ký chủ ha, nó di chuyển vào. Thì tại sao nó lại phải di chuyển DNA vào trong nhân của tế bào ký chủ? Thì đơn giản thôi, bởi vì cái hoạt động mà tổng hợp nhân đôi DNA trong cái tế bào á, nó sẽ diễn ra tại nhân, nó sẽ diễn ra tại nhân. Như vậy trong nhân nó sẽ có những cái men cũng như là chất liệu nucleotide của DNA để giúp cho vi khuẩn nó lấy để mà nó tổng hợp ra sợi DNA của nó, do đó nó sẽ di chuyển cái DNA của nó vào trong nhân. Sau khi di chuyển sợi DNA của nó vào trong nhân thì nó làm gì? Nó sẽ dùng cái vật liệu di truyền của tế bào ký chủ, nó tổng hợp ra bộ gen của nó, tổng hợp ra bộ gen là tức là sợi DNA. Rồi từ sợi DNA này
nó sẽ sao, nó sẽ phiên mã để tổng hợp ra mRNA thông tin cho nó để làm gì? Để từ mRNA thông tin này để tải tổng hợp ra protein của virus, đó là những cái protein capsid, cái protein cấu trúc, cái khối capsid của nó. Nó khối capsid bản chất là protein, nó cũng được tổng hợp, nó cũng được tổng hợp từ cái cấu trúc gen trên cái bộ lõi của virus ha. Như vậy thì nó sẽ tổng hợp ra mRNA và nó sẽ tổng hợp ra cái protein của virus. Sau khi tổng hợp được cái bộ lõi nè, sẽ đi truyền vào những cái protein của virus, nó sẽ làm gì? Nó sẽ đóng gói lại, nó lắp ráp lại để tạo thành một con virus hoàn chỉnh, trở thành con virus hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành con virus hoàn chỉnh xong thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ phóng thích ra bên ngoài, giải phóng ra, nó thoát khỏi, bây giờ nó không cần nữa, nó thoát khỏi ra tế bào ký chủ này để mà nó xâm nhập vào tế bào ký chủ khác, và thế là nó lại tiếp tục cái chu trình tấn công. Và với việc mà nó sử dụng cái tế bào ký chủ, dược liệu của ký chủ, thì virus nó sẽ làm gì? Nó sẽ phá hủy cái cấu trúc của tế bào nha. Thì đó là cái chu trình tăng trưởng virus adeno. Vậy thì với cái việc mà tấn công vào tế bào ký chủ, như đã nói, cái thụ thể của nó là thường là có nằm ở trên những cái tế bào ở biểu mô. Vậy thì những cái cơ quan mà có cấu trúc biểu mô thì virus adeno này nó có đều có thể tấn công hết. Giống như virus SARS-CoV-2 của chúng ta bữa giờ chúng ta thấy đó, thì nó sẽ tấn công qua thụ thể ACL2. Và cái thụ thể ACL2 này nó cũng có rất là nhiều tế bào, nó không chỉ có trên phổi, nó có trong thận nè, nó có ở trong đường tiêu hóa, nó thậm chí nó cũng có ở trong não nữa. Và chúng ta thấy rằng bệnh SARS-CoV-2 hồi đầu người ta nghĩ là nằm ở trong đường hô hấp thôi, chỉ có viêm phổi, nhưng mà không có, sau này ta thấy vẫn có sự hiện diện của virus ở một số cơ quan như là ở thận nè, ở trong đường tiêu hóa, phân nè, ở trong đường tiêu hóa, và ngay cả ở mắt luôn, một số người cũng có những cái biểu hiện ở mắt nữa. Thì adenovirus thì nó cũng tương tự như vậy, chỉ là cái thụ thể của nó khác thôi, do đó mà nó sẽ gây ra tấn công ha. Ở đầu tiên là ở phổi, là cái đường mà nó xâm nhập đầu tiên thì nó sẽ tấn công nhanh nhất nè. Sau đó nên nó có điều kiện nó sẽ tấn công những cái cơ quan khác, chẳng hạn như ở bàng quang, ở mắt, ở ruột và ở não, gây ra rất là nhiều cái thể bệnh trên thể bệnh ở người. Và người ta thấy rằng mỗi tiếp thì nó sẽ có những cái biểu hiện bệnh khác nhau, và do nó cái ái tính của nó với mỗi cái tế bào biểu mô của từng cơ quan nó cũng khác nhau. Chẳng hạn như cái này thì các bạn đọc thêm tham khảo thôi. Chiếu qua đây cho các bạn thấy rằng cái biểu hiện bệnh của adenovirus nó rất là đa dạng ha. Chẳng hạn với những cái tiếp B thì chủ yếu là gây ra cái tình trạng là viêm kết mạc và viêm họng ha, thì adenovirus cũng là một trong những cái tác nhân thường hay gây ra viêm họng ở người á. Chúng ta thấy rằng chủ yếu là viêm họng ha và viêm kết mạc rất là nhiều ha, viêm kết mạc. Một số tác nhân thì nó có khả năng mạnh thì nó có thể gây ra viêm phổi ha, hoặc là viêm bàng quang. Thì cái này mình có thể tham khảo thêm trong sách giáo khoa của mình. Về đường lây thì nhà đã nói rồi ha, lây qua con đường tiếp xúc hoặc là qua con đường hô hấp là chủ yếu, đồng thời nó cũng thông qua con đường tiếp xúc phải dịch tiết của người bị bệnh. Từ đó mà chúng ta cũng có những cái biện pháp phòng ngừa bệnh adenovirus nó tương tự như với lại virus SARS-CoV-2, nghĩa là mình cũng sẽ phải đeo khẩu trang nè, thường xuyên rửa tay vệ sinh nè, lau những cái vật dụng bề mặt và tránh tiếp xúc ở những nơi đông người. Thì cái bệnh mà đặc biệt đó là bệnh viêm họng, viêm thanh quản và bệnh viêm kết mạc mắc do adenovirus á, thì nó tỷ lệ lây của nó nhanh, do nó lây qua đường hô hấp mà, nên nó là cũng có những đợt sẽ tạo thành dịch viêm kết mạc mắt. Như các bạn thấy có những cái đợt vào mùa nhiều người rất là bị nhiễm viêm kết mạc mắt á, thì thường đó là do viêm kết mạc mắt do virus, do con đường lây truyền của nó chủ yếu là qua con đường hô hấp. Và miễn dịch sau nhiễm adenovirus thì người ta thấy rằng miễn dịch nó kéo dài, tuy nhiên nó chỉ bảo vệ được cái tiếp cùng mắt thôi. Và trong khi đó adenovirus chúng ta thấy nó có rất là nhiều tiếp, được xếp vào thành bảy bảy nhóm lận. Do đó là trong cuộc đời thì chúng ta có thể bị nhiễm ở tiếp này, chúng ta được bảo vệ, tuy nhiên chúng ta vẫn có khả năng bị nhiễm ở những lần sau với những cái tiếp khác. Về chẩn đoán vi sinh thì lúc nào trong cái vở chẩn đoán vi sinh của mình hiện tại chúng ta đều có ba cái lĩnh vực để giúp chúng ta tăng cái khả năng chẩn đoán của mình. Thứ nhất đó là phân lập virus, đó là cái phần mà gọi là chính xác nhất ha, cổ điển nhất ha, tại vì mình bắt được cái con tác nhân đó luôn. Thứ hai đó là gián tiếp thông qua các phản ứng huyết thanh, tức là làm kháng nguyên hoặc kháng thể. Và cuối cùng là làm gì? Chúng ta sẽ phát hiện được bộ gen của virus, thì cái đó cũng là phương pháp trực tiếp luôn. Nhưng mà nó là kỹ thuật mới sau này, còn hồi xưa vi sinh y học của truyền thống thì nó vẫn là cái phân lập virus ha. Thì với phân lập virus thì chúng ta biết rồi, virus không nuôi cấy được như trên vi khuẩn đâu, nó phải nuôi cấy vào trong những cái tế bào sống, người ta phải lấy bệnh phẩm, người ta đưa vào nuôi cấy trong những cái tế bào, từ đó người ta thấy những cái hiện tượng hủy hoại của tế bào sau
3 đến 7 ngày nuôi cấy. Và để khẳng thấy được hiện tượng hủy hoại thì có nhiều virus nó cũng tạo ra cái hiện tượng hủy hoại hao hao giống nhau. Thì làm sao biết được cái hiện tượng hủy hoại tế bào đó nó nhiễm do con virus nào, có phải adeno hay không? Thì người ta sẽ nhuộm cái tế bào bị hủy hoại đó bằng cái kháng thể mẫu, kháng huyết thanh mẫu, kháng thể mẫu. Thì nếu như có nó có sự bắt màu, cái thanh đó họ sẽ được phủ cái chất hình quang hay chất nhuộm hình quang. Nếu như cái tế bào đó nó bắt màu được cái huyết cái thuốc nhuộm hình quang đó, có nghĩa là nó có gắn kết kháng thể, thì đó chính mình người ta gián tiếp người ta chẩn đoán được cái tác nhân đó. Thì đây là hình ảnh ha, tế bào bị nhiễm bởi adenovirus, chúng ta thấy là một cái tế bào khổng lồ ha, nhưng nó cũng bị to ra, hình to ra. Và khi người ta phủ chất hình quang, người ta thấy rằng à nó có bắt màu, chứng tỏ đó là phủ chất hình quang có cái kháng thể gắn á, người ta thấy rằng nó có bắt màu chất hình quang, như vậy đây chính là adenovirus. Và các bạn thấy rằng cái công việc cái kỹ thuật mà phân lập nuôi cái virus hoàn toàn rất là khó khó thực hiện lắm, lấy bệnh phẩm xong mà đưa vào trong tế bào rồi phải theo dõi rồi quan sát và lại phủ thuốc kháng thể hình quang nữa, rất là khó. Do đó thường nó sẽ được sử dụng ở trong nghiên cứu nhiều hơn ha. Vậy thì làm sao để chẩn đoán bệnh adenovirus? Thì đa phần người ta chẩn đoán bệnh vi khuẩn á, Dạ cô ơi, cô bị tắt tiếng rồi cô ơi. Mất tắt mất tiêu rồi. Dạ Có đang bị bị tắt cô. rồi các bạn ơi. Tôi không hiểu là tại sao mà tôi dạy cái bị tự tắt tiếng không à, mà trong rồi tôi không có chỉnh cái micro gì hết, nên các bạn lưu ý giùm là mình đừng có tắt đi cái micro của tôi hết nha. Bởi vì tôi sẽ không biết là mình bị tắt tiếng lúc nào đâu. Bây giờ mình bị ngưng khúc nào vậy các em? Mất Dạ tiếng từ khúc nào? cây với Khúc này đã có được nghe tiếng không? dạ có Hoa Trang 12 á con. Cái này là chưa nói đúng không? Chưa nghe tiếng đúng không? Giờ nói lại nha. Dạ. Rồi nhớ nha, mình đừng có tắt tiếng gì của tôi hết nha. Rồi bây giờ nói tiếp nè. Như vậy thì cái kỹ thuật nuôi cấy rõ ràng là các bạn thấy nó rất là khó, đòi hỏi khó thực hiện nữa ha, và đòi hỏi kỹ thuật nó cũng cái thiết bị nó cũng phải cao. Thì đa phần đối với chẩn đoán bệnh nhiễm trùng mà do virus á, thì nó có hai cái ứng dụng hiện nay người ta hay sử dụng, đó là tìm kháng nguyên hoặc kháng thể, tức là phản ứng huyết thanh học, hoặc đó là làm phản ứng sinh học phân tử ha, để phát hiện bộ gen của virus trong cái mẫu bệnh phẩm đó. Và ngày nay cái sinh học phân tử người ta ứng dụng rất là nhiều, bởi vì sao, nó chính xác và nó cho thời gian cũng rất là nhanh. Thì đối với cái adenovirus này nè, cái thử nghiệm huyết thanh học thì nó lại ít giá trị, là bởi vì sao, adenovirus nó có rất là nhiều tuýp, và cái kháng thể thì mình tìm kháng thể chung chứ mình không phân biệt kháng thể của tuýp nào với tuýp nào hết. Thì mà trong cái cuộc sống của mình thì mình sẽ có thế nào mình cũng có tầng bị nhiễm cái adeno này nha, nhưng mà mình không biết, như mình nhiễm siêu vi thông thường vậy đó, mình không có biết. Và như vậy nếu chúng ta lấy huyết thanh chúng ta cũng sẽ tìm ra kháng thể, nhưng chưa chắc gì cái kháng thể đó là cái kháng thể ở lần nhiễm này, nó có thể là kháng thể còn tồn lưu ở những lần nhiễm trước. Nhưng các bạn đã biết rồi, cái kháng thể IgG á, khi mà mình bị nhiễm á, thì nó vẫn còn tồn lưu, có thể từ từ 6 tháng đến 1 năm, hoặc là một số bệnh nó sẽ tồn tại suốt đời luôn. Như vậy thì để làm sao chúng ta biết là đợt này là chúng ta bị nhiễm ở đợt cấp, thì thứ nhất là mình phải tìm được kháng thể là IgM thì nó mới có giá trị. Hoặc là nếu như mình phát hiện không ra IgM, nhưng nếu kháng thể IgG nó có sự biến động, có nghĩa là nó có sự gia tăng, thì nhiễm trùng thì IgG nó mới gia tăng, còn nếu như không nhiễm trùng thì IgG nó vẫn giữ nguyên cái mức như vậy. Thì người ta thấy rằng cái hiệu giá kháng thể để có giá trị chẩn đoán đó là kháng thể nó phải tăng ít nhất 4 lần, ít nhất 4 lần ở cái lần xét nghiệm thứ hai ha. Còn đối với PCR thì PCR ngày nay sử dụng rất là nhiều. Ngày xưa thời của tôi PCR ít sử dụng lắm, bởi vì nó mắc tiền và không phải cái cơ sở nào họ cũng sử dụng hết. Tuy nhiên bây giờ thì PCR đã triển khai rất là rộng rãi. Một số cái cơ sở y tế họ đã có cái kỹ thuật PCR này. Và cái PCR nó ưu điểm của nó là sao? Nó tiến hành rất là nhanh, có khoảng từ 2 giờ đồng hồ là mình đã có được kết quả. Và nó chính xác không? Nó chính xác bởi vì sao? Mình phát hiện được cái bộ gen của virus, như vậy nó cũng là một cái phương pháp trực tiếp. Phòng bệnh nãy mình có nói rồi ha, nói sơ qua rồi. Về vaccine thì mình có hai cái loại vaccine để phòng ngừa một số chủng do virus. Tuy nhiên Việt Nam mình thì không có lưu hành cái vaccine này ha. Thì thường ở những cái xứ phương Đông á, tại vì cái này nó ưa vườn, nó hay xảy ra ở những cái xứ, xin lỗi, cái xứ lạnh á,
nên là những cái nước đó thì họ có vaccine. Rồi mình qua cái con virus herpes. Có hình như slide chưa có chuyển qua cô. Bên tôi lai chuyển ở đây. Tôi đang qua bên virus herpes á. Mấy em thấy hình ảnh ra virus herpes chưa? Dạ rồi. Ồ, tại vì tôi cũng xài hai cái thiết bị song song. Một thiết bị để xem cái màn hình của mình nó có chụp trình chiếu hay không á. Chứ còn cái nên là tôi có theo dõi được cái màn hình, chứ có cái mic á, cái micro thì tôi là không theo dõi được nha. Nhưng có gì cái micro thì các bạn báo giùm cho tôi nha. Bây giờ mình tìm hiểu virus herpes ha. Cái bài này nó khá nặng nha, nên là các bạn ráng tập trung mà, bởi vì những virus này là thế nào đi lâm sàng các bạn cũng có thể tìm có thể gặp được nó hết đó. Rồi bây giờ với virus herpes, như hồi nãy đã nói với các bạn đó là họ virus herpes thì còn gọi là herpes viridae đó. Nó gồm có nhiều con lắm. Nó có HSV1, HSV2, HSV678 rồi cytomegalo, Epstein-Barr virus vân vân. Tuy nhiên đó là cái phần đó các bạn đọc tham khảo thêm. Trong chương trình thì tôi chỉ dạy các bạn hai cái con thôi, đó là con HSV ha, và cái con varicella zoster virus. Thì cái chu trình tăng trưởng của virus herpes nói chung á, thì nó cũng là virus DNA, giống như adeno của bản chất rõ di truyền của nó cũng là DNA. Như vậy thì tăng trưởng của nó cũng tương tự như vậy, nó chỉ khác nhau gì, nó khác nhau tế bào ái tính thôi. Adeno thì là nó trên những cái tế bào biểu mô, còn cái virus herpes chủ yếu là trên những cái tế bào ở niêm mạc da và niêm mạc, nó chỉ khác nhau về cái thụ thể ta tác động thôi. Thì nó cũng tương tự như vậy ha, nó cũng sẽ phải đi vào trong tế bào, xong sau đó nó vào trong nhân, rồi nó tổng hợp DNA của nó, rồi tổng hợp ra protein và nó lắp ráp lại và nó di chuyển ra bên ngoài, tương tự như adeno vậy đó, mình không có nói cái này nữa. Rồi về đường lây truyền thì virus herpes simplex á, thì đường lây truyền của nó, người ta thấy rằng herpes simplex nó sẽ có hai cái tuýp, đó là HSV1 và HSV2. Hai tuýp này nó có trình tự gen nó tương đồng nhau khoảng 50%, khoảng 50%, và hầu hết thì người ta thấy rằng HSV1 á thì nó thường gây bệnh ở từ cái vùng thắt lưng trở lên, vị trí gây bệnh trên cơ thể á, cái vùng mình những cái mụn nhỏ trên cơ thể thì thường vị trí là từ thắt lưng trở lên, thông qua tiếp xúc da và niêm mạc của những cái người mà có bị cái mụn nước của herpes đó. Có nghĩa là khi mà họ nhiễm herpes thì họ sẽ trên cơ thể của họ sẽ có những cái mụn nước á, cái vị trí da của họ sẽ có mụn nước. Nếu như một người khác tiếp xúc phải cái mụn nước đó, dịch tiết của mụn nước đó ha, thì có thể bị nhiễm cái virus herpes. Rồi tức là rồi còn HSV2 thì cái đường tiếp xúc của nó cũng là qua cái tiếp xúc da và niêm mạc, có nghĩa là có sự tiếp xúc giữa da và niêm mạc của người lành với người của người nhiễm với người lành. Tuy nhiên do cái vị trí của nó là thường gì, là thường lây nhiễm từ vùng thắt lưng trở xuống, tức là thường lây nhiễm ở bộ phận sinh dục á, do đó mà nó sẽ lây truyền thường thông qua cái tiếp xúc qua đường cái gọi là đường quan hệ tình dục, hay còn gọi là tiếp xúc giới tính. Và một cái điểm lưu ý nữa là nếu như một người phụ nữ mang thai mà có bị HSV ở đường sinh dục thì khi trẻ sinh ra thì có thể lây truyền cái HSV đó cho bé khi mà sanh qua đường âm đạo, bởi vì nó có tiếp xúc, cái hàng rào và da và niêm mạc của trẻ nó còn mỏng manh lắm, nó còn kém lắm, do đó nó rất là dễ bị tấn công bởi cái virus. Thì về cơ chế ha, về cơ chế thì như hồi đã nói, con đường lây nhiễm của virus là tiếp xúc da và niêm mạc, có nghĩa là hai cái vùng da của người, da và niêm mạc của người lành tiếp xúc phải da và niêm mạc của người bị nhiễm có mang sang thương bấm nước, thì virus nó sẽ truyền sang cho cái người lành. Và ngay tại vị trí tiếp xúc đầu tiên, virus nó sẽ tấn công vào da và niêm mạc ngay tại vị trí tiếp xúc. Tại đây nó làm gì, nó sẽ nhân lên ở da và niêm mạc, tấn công vào tế bào da và niêm mạc và ha, rồi nó sẽ nhân lên, nó phóng thích ra nhiều cái con virus. Và khi nó nhân lên như vậy, nó sẽ phá hủy tế bào ở da và niêm mạc, và nó phá hủy tế bào thì nó dẫn đến cái biểu hiện là gì, tế bào ở niêm mạc á, nên nó sẽ bị hình thành những cái mụn nước, sau đó mụn nước nó có thể loét vỡ ra. Rồi nó nhân lên như vậy xong, nếu như nó tại ở da xong thì không nói gì hết, mà những cái virus ở da mình thì nó có nhiều cái sợi thần kinh lắm, sợi thần kinh cảm giác, đặc biệt là sợi thần kinh cảm giác, cái chi chít ở da để mình gì, mình tiếp nhận cái cảm giác. Thì con virus này nó có thể đi, nó từ da nó đi vào trong cái sợi trục của thần kinh cảm giác, nó sẽ di chuyển theo cái sợi trục thần kinh cảm giác để nó vào đâu, nó vào trong cái hạch thần kinh cảm giác, đây cái hạch thần kinh. Và
Tại hạch thần kinh cảm giác thì nó làm sao? Nó ngủ yên ở tại đây. Nó ngủ yên để làm gì? Để mà nó thoát khỏi được cái những cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể ký chủ của mình. Đây là cái nhà thấy an toàn quá thì nó sẽ ngủ yên và nó không dám đi đi ra bên ngoài, không dám tiếp tục ra bên ngoài tấn công nữa, bởi vì sao? Nó sợ gặp cái miễn dịch của cơ thể ký chủ giết chết nó, nên nó tạm thời nó ngủ yên ở trong đây, nó không gây ra gì hết. Thì lúc đầu biểu hiện ban đầu của những người mà bị nhiễm cái HSV ở đầu giai đoạn đầu tiên á, thì họ chỉ là những cái mụn nước loét ở da và niêm mạc rất là lành, rất là nhẹ, có thể tự lành ha, thì người ta gọi giai đoạn này là giai đoạn nhiễm trùng tiên phát. Nhưng sau đó nếu như có một cái tác nhân nào đó làm cho cái hệ miễn dịch của mình nó bị yếu kém đi ha, có điều kiện thuận lợi cho cái cơ địa của cái chủ tự nhiên nó giảm giảm đi, thì con virus nó sẽ tái hoạt. Nó tái hoạt bằng cách nào? Nó sẽ từ cái hạch thần kinh cảm giác ha, nó sẽ lại di chuyển ngược cái sợi trục, nó di chuyển ngược lên đây, nó di chuyển ngược sợi trục thần kinh cảm giác nó đến da, và người ta lại bị cái sang thương mụn nước lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đó, khi mà virus nó bị tái hoạt. Do đó mà chúng ta sẽ thấy rằng nhiễm HSV thì nó thường có thể tình trạng là gì, tái đi tái lại nhiều lần, hay còn gọi là nhiễm trùng tiềm tàng, tái đi tái lại nhiều lần. Và rõ ràng chúng ta thấy có một số người, hoặc là không biết trong chưa các em, các bạn nào đã từng bị nhiễm herpes chưa, tức là chúng ta hay bị nhiễm mụn nước á, và cái vậy vị trí đó cái lâu lâu cái chúng ta lại bị xuất hiện mụn nước trở lại, thì người ta thấy rằng đó là do cái hiện tượng tái hoạt của virus tại những cái hạch thần kinh cảm giác. Và những yếu tố nào giúp cho virus nó tái hoạt? Thứ nhất như là stress. Khi cơ thể mình bị stress căng thẳng, cái miễn dịch đáp ứng dịch của mình nó cũng sẽ kém đi ha, như vậy virus nó sẽ tái hoạt. Hoặc đó là có tia cực tím, nó sẽ cái tia cực tím á, hoặc là những cái vấn đề như chúng ta bị nhiễm trùng, bị sốt, hoặc bị những vì bệnh về suy giảm miễn dịch, nó sẽ làm cho cái cơ địa của chúng ta không cần ở mức độ là giảm hẳn miễn dịch đâu, chỉ cần là nó thay đổi về cái sức đề kháng thôi, thì cũng giúp cho con virus này nó tái hoạt và nó sao chép trở lại. Đó là đặc điểm gây bệnh của virus HSV. Thì về cái vị trí mà lưu trú của con HSV1 và HSV2, thì HSV1 thì thường nó gây bệnh ở từ vùng thắt lưng trở lên, và cái vị trí lưu trú của nó sẽ là thường là thạch thần kinh sinh ba. Còn HSV2 thì nó lại thường là gây nhiễm ở vùng sinh dục trở xuống, và cái thạch mà nó lưu trú thì nó sẽ là hạch lưng cùng, bởi vì nó theo dây thần kinh cảm giác, hay cái vị trí cái hạch nào gần nhất của nó thì nó sẽ đến. Hồi nãy bây giờ tôi dùng chữ thường, HSV1 thường, chứ tôi không nói là chỉ gây ở trên, hoặc là HSV2 chỉ gây ở dưới, bởi vì hồi xưa thì nó là chúng ta thấy rằng đa phần HSV1 là ở trên thôi, không bao giờ ít gặp cái nào HSV1 mà gây ra tình trạng viêm nhiễm trùng đường sinh dục lắm. Tuy nhiên ngày nay á, thì cái sự gọi là phức tạp và đa dạng về các hoạt động tình dục á, dẫn đến đó là cái con HSV1 và HSV2 nó cũng có thể sao lây nhiễm đổi vị trí cho nhau, hay như là những cái hoạt động chẳng hạn như quan hệ tình dục qua đường miệng á, thì nó cũng sẽ làm cho HSV2 cái từ đường sinh dục đó nó cũng có khả năng gây ra nhiễm trùng ở vùng miệng, do đó mà nó cũng đã có thể thay đổi rồi ha. Và đây là hình ảnh một số sang thương của HSV ha, chúng ta thấy là sang thương cái mụn nước, mụn bóng nước nè, nó căng nó to, rồi sau đó nó sẽ vỡ loét ra ha, vỡ loét ra nó như thế này, chúng ta thấy sang thương nó sẽ vỡ loét ra đóng mày, rồi từ từ nó sẽ lành. Sau đó một thời gian khi có việc kích hoạt nó lại nổi lên như vậy, do cái sự tiềm tàng của cái virus ở trong cái hạch thần kinh ở đường sinh dục ha, HSV2 cũng có. Và một cái vấn đề là quan trọng, nếu như mà từ đường sinh dục mẹ bị nhiễm á, thì có thể truyền cho con, sẽ gây ra tình trạng là HSV bẩm sinh á, và cái này thì nó lại nguy hiểm là bởi vì nó có thể gây những cái dị tật cho thai nha. Hoặc đó là HSV nó cũng có thể lây truyền thông qua khi mà mẹ mang thai nữa, do đó mà nó cũng khả năng dị tật cho thai. Một cái đặc điểm nữa là hồi nãy chúng ta thấy rằng con virus này nè, nó có lưu trú vào trong cái sợi trục thần kinh, mà cái sợi trục thần kinh nó thật ra là sao, nó cũng có phải đi về trong não thì nó mới điều phối được những cái cảm giác của chúng ta. Do đó là một số trường hợp thì HSV nó có thể di chuyển ngược cái sợi trục thần kinh đi lên hệ thần kinh trung ương và gây ra tình trạng viêm não do HSV. Và cái bệnh lý viêm não do HSV này sau này khi các bạn đi thực hành nhiễm thì các bạn sẽ thấy rằng cái tỷ lệ mình gặp cái nhiễm mà viêm viêm não do HSV mình cũng sẽ rất là thường thấy ha.
Virus thứ hai trong cái nhóm varicella, nhóm hoạt bét đó là con virus varicella zoster. Con này gây ra bệnh thủy đậu. Thì cái bệnh thủy đậu chắc hẳn đối với các bạn nó không có lạ, mình đã từng nghe nói đến. Ngày nay thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng thủy đậu nó ít bùng ra dịch á, nhưng mình thấy tỷ lệ người nhiễm thủy đậu nó là nó không có nhiều như ngày xưa mà chỉ cần một người thủy đậu thôi là cả nhà nhiều khi bị thủy đậu. Hoặc là một bạn đi học bị thủy đậu là cả lớp là phải 4-5 bạn bị. Hiện nay tại sao tỷ lệ nó giảm? Bởi vì người ta đã có vaccine, ha, nên cái bệnh thủy đậu nói chung là nó cũng đã giảm đi phần nào. Tuy nhiên nó vẫn còn xảy ra rất là nhiều nha, bởi vì cái bệnh này nó lây nhiễm rất là nhanh, do cái đường lây truyền của nó chính là con đường hô hấp. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cơ chế gây bệnh của bệnh thủy đậu nè. Khác với lại HSV, HSV lây truyền qua thông qua tiếp xúc trực tiếp da và niêm mạc. Virus thủy đậu thì nó lại đường lây truyền của nó chủ yếu là con đường hô hấp, người bệnh thủy đậu á thì họ sẽ cũng là bắn những cái dịch tiết từ hô hấp bắn ra và người khác hít phải, thì cái con virus nó sẽ xâm nhập vào đường hô hấp trên, từ đường hô hấp trên, và tại đường hô hấp trên này nó đi vào trong miệng họng, sau đó nó sẽ di chuyển lên tại cái hạch vùng ở phía trên cái vùng cổ này nè, hạch vùng này nè. Rồi từ trong hạch này sao, chúng ta đã biết rồi, cái hạch bạch huyết của mình á, nó sẽ có cái phần lưu thông để mà thông thương với lại máu hệ tuần hoàn của mình thông qua những cái ống ngực. Thì từ cái hạch vùng này virus nó sẽ di chuyển vào trong máu, như vậy chúng ta thấy rằng nó khác HSV. HSV nó chỉ khu trú tại cái vị trí da niêm bị nhiễm thôi, nó không có đi vào trong máu, nên cái biểu hiện nhiễm, biểu hiện sang thương mụn nước nó chỉ ngay tại vùng da có tiếp xúc với virus, chứ nó không có sang thương mụn nước toàn thân. Trong khi đó varicella zoster nó có đi vào trong máu, và máu xong nó sẽ nhân lên vào, nó đến những cái cơ quan của hệ võng nội mô, cơ quan này như lách hoặc là gan, rồi nó đi vào trong máu lần thứ hai và nó phát tán hết các vùng da và niêm mạc ha. Và như vậy mà cái biểu hiện sang thương mụn nước của thủy đậu, các bạn sẽ thấy rằng nó không phải tại một phần vị trí da, mà hầu hết cái khắp nơi trên cơ thể của người bệnh á đều có những cái sang thương mụn nước. Đó là sự khác biệt của varicella ha. Rồi mặc dù là con đường lây nhiễm chủ yếu là con đường hô hấp, tuy nhiên một số trường hợp người ta cũng có ghi nhận nó cũng thông qua tiếp xúc phải dịch tiết cái bóng nước của cái người mà bị nhiễm thủy đậu ha, tiếp xúc qua da và niêm mạc thì nó cũng có khả năng lây cho nhiễm bị thủy đậu. Tuy nhiên cái đường lây nhiễm đó nó không có nhiều, nó không có cao, mà cái đường lây nhiễm cao nhất nó chính là vào con đường hô hấp. Thì thường mà cái đường mà lây nhiễm có tiếp xúc bóng nước sang thương nước á, thì thường xảy ra ở những người mà họ chăm sóc á, vết thương cho những người bị thủy đậu á, thì nó có thể năng xảy ra hơn. Còn mà lây nhiễm từ người này và người khác trong cộng đồng thì chủ yếu là con đường hô hấp. Rồi đó là về cái bệnh thủy đậu. Tuy nhiên nếu như con virus thủy đậu này nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nó chỉ có nổi sang thương mụn nước ở da rồi xong sau đó nó sẽ tự lành thì không nói gì hết. Nhưng con này nó cũng có tương tự như con herpes, là nó cũng gây ra nhiễm trùng tiềm tàng bằng cách đó là nó cũng có khả năng di chuyển theo dọc sợi trục thần kinh cảm giác, để lưu trú vào hạch thần kinh cảm giác. Và cái hạch thần kinh cảm giác thì nếu như con HSV1, HSV2 nó có vị trí rõ ràng cái hạch nào, thì con này nó sẽ tùy vào cái hạch khu phân bố của cái con virus nó tấn công vào, nó tùy vào cái hạch ha. Rồi nó sẽ hạch xong rồi sau đó có những cái điều kiện thuận lợi dành cho virus tái hoạt, cũng giống như virus herpes vậy đó, tái hoạt thì con virus này nó cũng sẽ đi theo dọc sợi trục thần kinh ha, nó gây ra sang thương mụn nước tại vùng da theo sự phân bố của sợi trục thần kinh đó. Như vậy biểu hiện cái bệnh này người ta gọi là bệnh zona. Và cái mụn nước của zona nó khác với lại thủy đậu. Thủy đậu là mụn nước toàn thân do tình trạng là virus nó vào máu rồi nó đến da niêm mới toàn thân. Nhưng ở zona thì do là virus nó lưu trú vào cái hạch thần kinh cảm giác và nó sẽ đi dọc sợi trục thần kinh cảm giác đến vùng da, một cái sợi trục đó nó phân bố. Do đó cái sang thương ở zona nó sẽ là nằm theo phân bố theo cái sợi trục thần kinh, cái là nó ở một vùng da của một cơ của một bộ phận trên cơ thể thôi. Ha. Thì đó là cái điểm khác biệt. Như vậy thì cái điều kiện giúp cho virus tái hoạt thì zona con thủy đậu này nè, con virus này là nó không có dễ tái hoạt như là herpes. Herpes chỉ cần một cái yếu tố nhỏ thôi tác động thôi là nó sẽ tái hoạt. Như con này nó chỉ tái hoạt khi mà người đó có suy giảm miễn dịch. Suy giảm miễn dịch ha. Thì suy giảm miễn dịch hẳn á, suy giảm miễn dịch cũng phải gọi là cũng phải nhiều chứ không phải nhẹ như là cái herpes đâu.
Thì người ta thấy rằng trên Kizuna nó sẽ thường xảy ra ở những người trên 50 tuổi, tức là những người đã bắt đầu cái hệ miễn dịch của họ đã giảm rồi, và hoặc là những người bị những bệnh lý về suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như là bị nhiễm HIV nè, họ có dùng thuốc ức chế miễn dịch nè, không thì đó là, hoặc là những cái thuốc mà gọi là thuốc chống thải ghép á, nó sẽ chống thải, chống thải ghép, nó làm giảm miễn dịch xuống thì họ mới bị bùng cái bệnh zona lên. Do đó mà bệnh zona chúng ta thấy hầu như là rất ít gặp ở những người trẻ tuổi, chỉ thường là gặp ở những người trên 50 tuổi và những người suy giảm miễn dịch. Còn đối với bệnh thủy đậu thì nó thường gặp nhiều ha, bởi vì đường lây của nó là đường hô hấp, tuy nhiên nó cũng là lành tính, nó sẽ tự lành tự khỏi. Nó chỉ nặng ở trên, có thể nặng trên những cái đối tượng là trẻ quá nhỏ, cái miễn dịch nó còn chưa có hoàn chỉnh, hoặc là những cái người phụ nữ mang thai thôi. Như vậy tóm lại là chúng ta thấy rằng bệnh thủy đậu và bệnh zona thực chất là cùng do một tác nhân nha, đó là tác nhân varicella zoster. Các bạn nên nhớ cái tên luôn của nó là varicella zoster virus nha. Rồi thì bệnh thủy đậu là bệnh cấp tính nguyên phát, còn bệnh zona đó thì là cái hiện tượng tái hoạt của virus thôi. Rồi mình nói tí xíu về bệnh thủy đậu nè. Bệnh thủy đậu đây là cái sang thương của bệnh thủy đậu. À, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đầu tiên á, cái sang thương á, nó sẽ bóng nước căng to như thế này, nó cũng bóng nước căng to. Rồi từ từ sang thương nó sẽ diễn tiến như sao? Bóng nước căng to xong rồi thì nó sẽ qua giai đoạn là tái hấp thu dịch, tái hấp thu dịch từ cái bóng nước này, và thường tái hấp thu thì nó sẽ sao? Hấp thu ở cái phần gọi là phần lõm nhất, cái phần mà trung tâm á, tại vì theo trọng lực mà, dịch nó sẽ hấp thu từ cái phần ở trung tâm, do đó chúng ta thấy rằng nó sẽ khô lại và nó tạo thành một vùng lõm ở trung tâm. Rồi sau sau đó từ từ nó vỡ ra và nó đóng mày, hình thành cái mày. À, đây là cái diễn tiến của cái sang thương bị bệnh thủy đậu, và người bệnh sẽ nhiễm thủy đậu toàn, nhiễm những nhiều sang thương toàn thân luôn chứ không phải một vùng da nào hết trên cơ thể. Và ở trên người ta thấy rằng đó là các sang thương nó không phải là xuất hiện cùng một độ tuổi đâu, có nghĩa là trên vùng da này người ta sẽ có thấy những cái sang thương mới mọc, cũng có những cái sang thương được tái hấp thu ha, cũng có những cái sang thương đã đóng mày rồi, nghĩa là nó sẽ không có phải là cùng một lứa tuổi xuất hiện. Và cái thời gian lây nhiễm á, là ngay khi người bệnh chưa có triệu chứng. Ơi mất Như cô bị cô nói có rồi, nhắc mắt cô bị tắt. Mất bị tắt đó cô. Rồi rồi tôi mở lên rồi đấy các em. Sao kỳ quá ha, sao cứ tự tắt hoài ta. Rồi, cái thời gian lây nhiễm á, thì là ngay trước khi có triệu chứng 2 ngày thì đã có khả năng lây nhiễm bệnh thủy đậu rồi, đã thải lượng virus thủy đậu ra qua đường hô hấp rồi. Do đó mà cái việc mà lây nhiễm thủy đậu rất là cao ha. Rồi đây là hình ảnh của bệnh zona, chúng ta thấy là sang thương nó chỉ phụ trú ở một vùng da thôi, chứ nó không có toàn thân như với bệnh thủy đậu. Rồi về miễn dịch thì người bị bệnh thủy đậu chúng ta hay nghe nói đến là bị thủy đậu một lần trong đời thôi à, chứ không có bị lần nữa. Thì ta thấy rằng do là cái miễn dịch sau khi bị thủy đậu là một cái miễn dịch lâu dài, thậm chí gọi là suốt đời luôn. Hai, tuy nhiên cái kháng thể để mà bảo vệ lại không người bị bệnh thủy đậu á, thì nó lại không có giúp phòng ngừa cái bệnh zona. Là bởi vì sao? Bởi vì virus á, nó không có đi vào trong máu đâu, mà virus này nó sẽ sao tái hoạt thông qua cái sợi trục thần kinh. Do đó mà cái kháng thể này hầu như là nó không có tác ứng đối với lại bể bệnh zona nha. Do đó mà người bệnh thủy đậu thì họ vẫn có thể bị zona sau khi mà họ lớn tuổi hoặc là suy giảm miễn dịch. Về chẩn đoán thì tương tự chúng ta cũng có ba phương pháp là nuôi cấy, PCR và huyết thanh. Trong cái phương pháp nuôi cấy á, lấy chất tiết từ mụn rợp á, thì người ta có một cái phương pháp xét nghiệm nhanh, có nghĩa là người ta lấy chất tiết ở mụn rợp nè, người ta phớt trên cái lam kính, xong rồi người ta nhuộm gem sa, hay còn gọi phương pháp này là phương pháp gen smear, nhuộm gem sa. Người ta sẽ thấy hình ảnh các tế bào như thế nào, tế bào khổng lồ nhiều nhân ha, nó rất là khổng lồ, nó to ra, và trong cái tế bào nó có nhiều nhân, do cái sự gọi là phân chia tế bào nó bị rối loạn rồi đó, do cái virus nó tấn công á, nên là nó sẽ hình dẫn đến tình trạng đó. Thì người ta có thể xét nghiệm nhanh bằng cái phương pháp này. Tuy nhiên đó là bây giờ là ưu thế chẩn đoán nhất vẫn là PCR.
ha. Nếu muốn chẩn đoán nhanh về bệnh thủy đậu cũng như HSV thì mình lấy cái dịch bệnh phẩm như là sang thương ở mụn nước, mình đi làm PCR, nếu như có đoạn sen thì chứng tỏ là người đó bị nhiễm. Rồi phòng bệnh thì HBS chúng ta chưa có vaccine, nhưng mà thủy đậu chúng ta đã có vaccine rồi ha, đó là vaccine sống giảm độc lực, thì khuyến cáo chúng ta phải nên tiêm 2 mũi nha. Còn nếu như mà tiêm một mũi duy nhất thì thấy là tỷ lệ bảo vệ nó không cao, nó chỉ khoảng từ 70-80%. Trong khi đó là tiêm mũi thứ hai, tiêm được 2 mũi thì tỷ lệ bảo vệ mới được lên đến 95%. Và điều trị HSV và varicella zoster có thuốc điều trị, đó là chính là thuốc acyclovir. Và mà các bạn cũng đã thấy là thường mình hay bị HBS á, ra nhà thuốc á, người ta hay đưa cho mình cái tiếp acyclovir để bôi sang thương niêm mạc á, thì đó là cái thuốc mà điều trị cho cái nhóm HBS. Thì acyclovir nó có hai chế phẩm ha, đó là dạng ba chế phẩm, đó là dạng bôi nè, tại chỗ nè, dạng uống và dạng tiêm. Nhũ và dạng tiêm thì bôi tại chỗ thì thường là áp dụng cho những cái sang thương mụn nước ngoài da. Còn mà muốn điều trị luôn hệ thống như là cái bệnh thủy đậu á, thì là chúng ta sẽ uống acyclovir hoặc là tiêm đối với những người bị bệnh nặng.